19. Phẩm Trần Như. Bấy giờ thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới đều mang các loại bột hương và nhiều loại hoa trời từ xa giải lên cúng Phật, đảnh lễ hai chân ngài, rồi lui đứng qua một bên chắp tay cùng kính thưa. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đà như thế rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt cảnh giới suy nghĩ, mầu nhiệm vắng lặng, người trí thông minh mới có thể biết được, chẳng phải hạng tầm thường thế gian có thể tin hiểu được, mà phải là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nói, năm uẩn tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là năm uẩn, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là trí nhất thiết tướng, chư Phật tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là chư Phật. Vì sao? Vì chân như của năm uẩn hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như không hài không khác, nói rộng cho đến hoặc chân như của trí nhất thiết tướng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như không hài không khác, như chân như của chư Phật, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như không hài không khác. Bấy giờ Phật bảo các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, như các vị đã nói, thiên tử nên biết, khi quán xét nghĩa này, tâm ta chỉ hướng tới sự im lặng, chẳng muốn thuyết pháp. Vì sao? Vì pháp này sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể tìm tòi suy nghĩ, vượt khỏi sự tìm tòi suy nghĩ, nhiệm màu vắng lặng, hàng trí tuệ thông minh mới có thể biết được, chẳng phải hạng tầm thường thế gian có thể tìm hiểu được. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã chứng. Thiên tử nên biết, chư Phật đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng không đằng chứng cũng chẳng phải sở chứng, không chỗ chứng, không thời chứng. Thiên tử nên biết, pháp này thâm diệu hiện hành của bất nhị, thế gian chẳng thể so lường được. Thiên tử nên biết, hư không sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, trần như cho đến cảnh giới bất tư nghị sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, vô lượng vô biên sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, không đi không đến sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, không sanh không diệt sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, không nhiễm không tịnh sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, không biết không đắc sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, không tạo không tác sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, ngã cho đến người thấy sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, năm uẩn sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm, tất cả Phật pháp sâu thẳm, nên pháp này sâu thẳm. Khi ấy các thiên tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở đây đã thuyết pháp sâu xa vi diệu này, chẳng phải hạng tầm thường ở thế gian có thể tin nhận. Vì sao? Vì pháp thâm diệu này chẳng phải nắm giữ năm uẩn mà nói, chẳng vì xào bỏ năm uẩn mà nói với họ, nói rộng cho đến chẳng vì nắm giữ trí nhất thiết tướng mà nói, chẳng vì xào bỏ trí nhất thiết tướng mà nói với họ, chẳng vì nắm giữ tất cả Phật pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà nói với họ. Hữu tình ở thế gian có nhiều hành động nắm giữ chấp thủ ngã và ngã sở, nghĩa là sắc là ngã sở, thọ tưởng hành thức là ngã sở, nói rộng cho đến trí nhất thiết là ngã sở, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là ngã sở. Bấy giờ Thế Tôn bảo các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói, thiên tử nên biết, nếu Đại Bồ Tát vì nắm giữ năm uẩn mà tu hành, vì xả bỏ năm uẩn mà tu hành, nói rộng cho đến vì nắm giữ tất cả Phật Pháp mà tu hành, vì xả bỏ tất cả Phật Pháp mà tu hành, thì Đại Bồ Tát này không thể tu hành Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí, Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến không thể tu hành Trí Nhất Thiết Tướng. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này có thể tùy thuận tất cả pháp, nghĩa là có thể tùy thuận Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí, Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Pháp sâu xa này hoàn toàn không bị ngăn ngại, nghĩa là không ngăn ngại sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Pháp thâm sâu này lấy vô ngại làm tướng. Vì sao? Vì hư không bình đẳng, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị bình đẳng, vì không vô tướng vô nguyện bình đẳng,
Ý không sanh, không diệt, bình đẳng, không tạo, không tác, bình đẳng, không nhiễm, không tịnh, bình đẳng. Nên pháp thâm sâu này, lấy vô ngại làm tướng. Pháp thâm sâu này vô sanh, vô diệt. Vì sao? Vì sắc không sanh, không diệt, thọ tưởng hành thức không sanh, không diệt. Nói rộng cho đến trí nhất thiết, không sanh, không diệt. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không sanh, không diệt. Nên pháp thâm sâu này không sanh, không diệt. Pháp thâm sâu này hoàn toàn không để lại dấu vết. Vì sao? Vì dấu vết của sắc bất khả đắc, dấu vết của thọ tưởng hành thức bất khả đắc, nói rộng cho đến dấu vết của trí nhất thiết bất khả đắc, dấu vết của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả đắc, nên pháp thâm sâu này hoàn toàn không có dấu vết. Bấy giờ các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới lại bạch Phật: Đại đức thiện hiện đúng là con của Phật từ Như Lai sanh ra. Vì sao? Vì những điều mà đại đức thiện hiện nói đều tương ứng với tánh không. Cụ thọ thiện hiện hỏi các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới: Các người nói ta chính là con của Phật được sanh ra từ Như Lai. Vậy thế nào là thiện hiện được sanh ra từ Như Lai? Nghĩa là từ chân như Như Lai sanh ra vậy. Vì sao? Vì chân như Như Lai không đến không đi, chân như thiện hiện cũng không đến đi, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai tức là chân như tất cả pháp, chân như tất cả pháp tức là chân như Như Lai. Như vậy chân như không có tánh chân như, cũng không có tánh chẳng chân như thiện hiện cũng là như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai lấy thường trụ làm tướng, chân như thiện hiện cũng là như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai không biến đổi, không phân biệt, nhưng chuyển biến khắp các pháp, chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai không bị ngăn ngại, chân như tất cả pháp cũng không bị ngăn ngại. Nếu chân như Như Lai hoặc chân như tất cả pháp đồng một chân như, không hoài không khác, không tạo không tác, thì chân như này là tướng thường chân như, không lúc nào là tướng phi chân như. Vì tướng thường chân như không lúc nào là tướng phi chân như, nên nó không hài không khác. Chân như thiện hiện cũng là như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Đối với tất cả sự hữu, chân như Như Lai không nhớ nghĩ, không phân biệt. Chân như thiện hiện cũng là như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai không khác biệt, không thể nắm bắt được. Chân như thiện hiện cũng là như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai chẳng lìa chân như tất cả pháp, chân như tất cả pháp không lìa chân như Như Lai. Chân như này là tướng thường chân như, không lúc nào là tướng phi chân như. Chân như thiện hiện cũng là như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Tuy nói được sanh từ Như Lai, nhưng không có chỗ sanh, vì chân như thiện hiện không khác chân như Phật. Chân như Như Lai chẳng phải thuộc quá khứ, chẳng phải thuộc hiện tại, chẳng phải thuộc vị lai. Chân như tất cả pháp cũng chẳng phải thuộc quá khứ, chẳng phải thuộc hiện tại, chẳng phải thuộc vị lai. Chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Vì chân như quá khứ bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Vì chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như quá khứ bình đẳng. Vì chân như vị lai bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Vì chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như vị lai bình đẳng. Vì chân như hiện tại bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Vì chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như hiện tại bình đẳng. Hoặc chân như quá khứ, hoặc chân như vị lai, hoặc chân như hiện tại bình đẳng, hoặc chân như Như Lai bình đẳng, đồng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Vì chân như của sắc bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như sắc bình đẳng. Chân như thọ tưởng hành thức bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như thọ tưởng hành thức bình đẳng. Hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của thọ tưởng hành thức bình đẳng, hoặc chân như Như Lai bình đẳng, đồng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Nói rộng cho đến chân như trí nhất thiết bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như trí nhất thiết bình đẳng. Chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bình đẳng, nên chân như Như Lai bình đẳng. Chân như Như Lai bình đẳng, nên chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bình đẳng. Hoặc chân như trí nhất thiết, hoặc chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bình đẳng.
hoặc chân như Như Lai bình đẳng, đồng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Thiên tử nên biết, các đại Bồ Tát hiện chứng chân như tất cả pháp bình đẳng như thế, nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đối với chân như các pháp này ta rất tin hiểu, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Kỳ đằng thuyết tướng chân như này, khắp 3000 đại thiên thế giới rung động 6 cách. Đông vọt lên, tây lặn xuống, tây vọt lên, đông lặn xuống, nam vọt lên, bắc lặn xuống, bắc vọt lên, nam lặn xuống, giữa vọt lên, chung quanh lặn xuống, chung quanh vọt lên, giữa lặn xuống. Bấy giờ, các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới, cần được đem các loại hương bột vi diệu cõi trời và các hoa trời phụng cúng giải lên Thế Tôn và thiện hiện, rồi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ chưa từng có, đại đức thiện hiện do chân như mà được sanh ra từ Như Lai. Bấy giờ thiện hiện bảo các thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới. Thiên tử nên biết, thiện hiện tôi sanh ra từ Như Lai không do sắc, không do thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai, không do chân như của sắc mà được sanh ra từ Như Lai, không do chân như thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa sắc mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như của sắc mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như thọ tưởng hành thức mà được sanh ra từ Như Lai. Nói rộng cho đến, không do trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai. Không do chân như của trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không do chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như của trí nhất thiết mà được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà được sanh ra từ Như Lai. Không do hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không do vô vi nên được sanh ra từ Như Lai, không do chân như của hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không do chân như vô vi nên được sanh ra từ Như Lai, không lìa hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không lìa vô vi nên được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như của hữu vi nên được sanh ra từ Như Lai, không lìa chân như vô vi nên được sanh ra từ Như Lai. Vì sao? Tất cả pháp này đều vô sở hữu, những người tùy theo pháp này mà sanh, hoặc là sự tùy sanh của pháp này, hoặc do đây mà sanh và chỗ để tùy sanh đều không thể nắm bắt được vì tất cả pháp tự tánh đều là không. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn chân như các pháp, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa, nghĩa là trong đó sắc bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, chân như của sắc bất khả đắc, chân như của thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc. Vì sao? Trong đây sắc cho đến thức còn bất khả đắc, huống chi lại có chân như sắc cho đến chân như thức có thể đắc ư? Nói rộng cho đến trong đây, trí nhất thiết bất khả đắc, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc, chân như trí nhất thiết bất khả đắc, chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc. Vì sao? Trong đây trí nhất thiết, trí